Gia đình Phúc Euro mến chào các bạn. Chúc các bạn có một buổi xem video thật vui và nhớ đăng ký kênh ủng hộ gia đình mình nhé. Video hôm nay là hành trình tiếp nối video trước của gia đình mình sau khi khám phá cầu treo Buôn Đôn. Buổi trưa sau khi rời khỏi cầu treo Buôn Đôn, trên đường trở về lại trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột thì nhà mình đã ghé qua khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương để hai con được trải nghiệm thêm một địa điểm mới. Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương cách thành phố Buôn Ma Thuột 46 km đi theo tỉnh lộ 1 hướng về huyện Ơ Súc. Khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương có thể nói là khu du lịch sinh thái lớn nhất vùng Tây Nguyên với diện tích trải dài gần 1.200 hectare với 200 hectare mặt hồ. Bây giờ thì tới nơi rồi nè các bạn. Mình sẽ dừng lại để mua vé vào cổng. Dọc đường chạy vào thì khá vắng, không thấy một chiếc xe nào di chuyển vào, nên không biết vào trong thì có đông không. Xe ô tô vừa vào thì có một chị nhân viên sẽ cầm giấy hướng dẫn ra và hướng dẫn các loại vé cho mình. Sau khi mua vé xong thì bây giờ cả nhà mình sẽ cùng tiếp tục di chuyển vào trong. Xe sẽ chạy vào một đoạn khá xa, đúng kiểu đi du lịch sinh thái luôn đó các bạn. Cảm giác như được bước vào không gian núi rừng xanh thẳm, giữa những tiếng rì rào cây lá vọng lại âm thanh âm ào của dòng sông Serebop hùng vĩ. Tới đây thì ông xã mình chỉ bên phải có cây cơ nia, mình sẽ xuống xe và đi lại gần cho các bạn xem cây cơ nia như thế nào nha. Ở đây không chỉ có một cây mà là một cụm cây cơ nia cổ thụ luôn. Chắc hẳn là ai cũng biết bài hát bóng cây cơ nia đúng không nè. Đây là cây cơ nia nè các bạn. Buổi sáng em làm rẫy, thấy bóng cây cơ nia, bóng ngã che ngực em, về nhớ anh không ngủ. Đó là hai câu trong bài hát bóng cây cơ nia đó các bạn. Sau khi xem cây cơ nia thì bây giờ gia đình mình lại tiếp tục chạy vào trong. Suốt một đoạn đường dài chạy vào thì mình thấy hai bên người ta trồng rất là nhiều cây xà cừ luôn. Chạy tới đây thì cả nhà mình nói như là đi qua châu Âu vậy đó các bạn. Cung đường uốn lượn, một bên là núi, một bên là sông, rất đẹp. Phía trước mặt là cổng vào khu vực đồi Tâm Linh. Ở phía trước mình thấy có bốn bức tượng là bốn nhân vật nổi tiếng trong bộ phim Tây Du Ký, là thầy trò Đường Tăng nè các bạn. Mình chưa đi vào đồi Tâm Linh mà sẽ rẽ vào trung tâm Ánh Dương trước. Đến lúc này thì mới thấy có xe ô tô chạy ra nè các bạn. Vì suốt đoạn đường đi vào thì không thấy một chiếc xe nào cả. Theo sơ đồ của chị bán vé đưa cho nhà mình xem thì mình thấy ở trong khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương có hồ lớn cũng như là hồ nhỏ, rồi đồi Tâm Linh, có cầu treo trên cây, nhà dài ê đê, thuyền đạp nước, cũng như là khu cưỡi voi đi xe ngựa, cưỡi ngựa. Có cả khu vực câu cá sấu nữa các bạn. Vào tới đây thì mình thấy ở phía trước, ở bên tay phải, có một số chiếc xe để cho mọi người có thể đi xe ngựa nè. Còn bên tay trái thì có một số con ngựa đang ăn cỏ. Còn có voi nữa các bạn ơi. Bây giờ thì nhà mình tìm chỗ để đổ xe nè. Ở đây thì khác với khu du lịch cầu treo Buôn Đôn. Vì mình thấy ở cầu treo Buôn Đôn thì không có cưỡi voi, nhưng mà ở đây thì có cưỡi voi. Mấy con voi này thì mới lội nước từ bên cái dòng sông bên kia băng qua đó các bạn. Bây giờ nó sẽ đi vào cái nhà ở phía trước để cho mọi người xuống từ cái nhà đó đó. Bên tay phải thì có một con voi cũng đang gầm gừ khó chịu từ nãy giờ. Cho nên là bị người ngồi trên lưng quất vào lưng, vào đầu rất là nhiều. Ông xã mình thấy như vậy cũng sợ, cho nên là
muốn cả nhà di chuyển sang khu khác thật là nhanh. Đây là dòng sông mà mấy con voi lội nước băng từ dòng sông này qua này các bạn. Lúc nãy vào thì mình quay không kịp, nếu mà quay được thì các bạn xem sẽ rất là thú vị. Bây giờ thì cả nhà cùng bước xuống chiếc cầu phao này. Ở đây được gọi là hồ nhỏ nè. Cảm giác được đi trên chiếc cầu phao phập phồng sóng nước nhìn cũng rất là thích. Ở đây người ta có cho thuê thuyền đạp nước để đạp vòng vòng trong cái hồ nhỏ này. Tuy nhiên hôm nay gia đình mình sẽ không trải nghiệm cái thuyền đạp nước này, do là mình cũng muốn đi thật nhanh để khám phá khu này. Đi hết đoạn cầu phao này thì nhà mình sẽ được khám phá cầu kính dây văng nè. Đây cũng là lần đầu tiên mà cả nhà của mình sẽ cùng nhau khám phá đi trên cầu kính này các bạn. Đi lên bậc thang này thì mình sẽ đi xuyên qua một rừng cây. Đứng từ trên cao nhìn xuống phải nói là thiên nhiên của núi rừng Tây Nguyên đại ngàn thật là hùng vĩ. Cả nhà mình đang đi trên một cây cầu uốn lượn xuyên qua một cánh rừng. Chuẩn bị tới đoạn đi trên cầu kính rồi đó các bạn ơi. Ở đây thì mình thấy cầu kính chỉ là một đoạn ngắn thôi. Và đây là cầu kính nè. Ông xã mình đang chỉ cho con trai là hãy đi lên những cái xương sắt ở phía dưới cho an toàn nè. Sau khi đi hết đoạn cầu kính thì bây giờ cả nhà cùng trải nghiệm cảm giác đi qua chiếc cầu tre bắc ngang qua lòng sông này các bạn. Ở đây đi thì cảm giác khá là hồi hộp hơn so với cầu treo ở Buôn Đôn, vì chiếc cầu này khá dài và nhìn xuống dưới là một lòng sông rất là lớn. Cũng may là lúc này thì gia đình mình đi thì không có ai hết, cho nên là mình đi cũng khá là yên tâm, vì nếu có nhiều người đi thì cảm giác sẽ lắc lư gập ghềnh hơn, mình sẽ sợ hơn đó các bạn. Sau khi mình vừa qua nhìn lại thì có một đoàn người cũng khá là đông đang chuẩn bị di chuyển qua cầu nè. Tới đoạn đầu cầu này người ta trồng bông giấy rất là đẹp luôn. Nhìn quang cảnh xung quanh bạt ngàn là rừng luôn các bạn ơi. Bây giờ thì cả nhà mình đang chuẩn bị di chuyển qua lấy xe nè. Mình vẫn còn lưu luyến đứng lại xem đoàn người đang di chuyển qua cầu này các bạn. Mọi người đi có vẻ khá là hồi hộp. Sau khi
khi lấy được xe ô tô thì bây giờ cả nhà đang chạy theo đường vòng, ôm xung quanh hồ lớn để tiếp tục di chuyển sang khu khác. Lúc này cũng khoảng 3 giờ chiều, cũng không còn khách vào nữa, cho nên những chú voi cũng đang đứng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc này các bạn. Bản Đôn ngày trước được mệnh danh là Vương quốc voi, nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi hoang dã. Giờ đây, voi Bản Đôn vẫn là đặc sản riêng biệt hấp dẫn du khách muôn phương. Nhưng không chỉ có voi, trong hành trình khám phá núi rừng Dốc Đôn kỳ bí này, còn có những công trình đáng chiêm ngưỡng được tạo tác từ bàn tay con người. Đó là những tác phẩm tuyệt mỹ, thân thiện, hòa quyện với môi trường ở khu du lịch sinh thái Bản Đôn Ánh Dương. Xe mình đang di chuyển ngang qua khu nhà hàng ở phía bên tay trái nè các bạn. Trong này thì mình thấy mọi người ngồi ăn uống khá là đông. Khu du lịch này khá là rộng cho nên là xe ô tô có thể chạy thẳng vào tới trong này luôn. Bên này là một chiếc cầu tàu nè các bạn. Mùa này là mùa khô cho nên là nước ở đây cũng khá cạn. Phía trước mặt mình là một cái nhà trên cây rất là dễ thương nè. Phía bên phải này là vườn thú hoang dã nè các bạn. Ở trong này mình thấy khá là vắng vẻ cho nên là cũng không có nhân viên ở đây. Bây giờ thì mình đang chạy ra để chuẩn bị rẽ trái sang khu đồi Tâm Linh nè. Ở đây khi di chuyển từ khu này sang khu kia, giống như là mình đang xuyên qua cả cánh rừng vậy đó các bạn. Ở trong này cũng có một số nhà nghỉ nữa nè. Mình sẽ đi qua cánh cổng này để được vào khu đồi Tâm Linh. Ở đây có tên là Tam Quan Môn. Khi vào thì chúng ta sẽ bo cái bùng binh đi qua bên phải. Còn khi ra thì mình sẽ đi bên trái nha các bạn. Để lên được đồi Tâm Linh thì xe cứ lên dốc liên tục. Mình đang băng xuyên qua một cánh rừng, nhìn rất là hoang sơ và hùng vĩ. Ngôi nhà bên phải này hình như là trong đây là nhà hàng chay, mà người ta có bán những cái bài thuốc gia truyền nữa nè các bạn. Ở khu đồi Tâm Linh của khu du lịch, chúng ta có thể chiêm bái quần thể tôn tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cao gần 40 mét và tôn tượng của 18 vị La Hán, mỗi người một vẻ nè các bạn. Vào trong khu du lịch này phải nói là chỉ cần trải nghiệm cảm giác chạy xe dọc các cung đường này thôi cũng đã mang lại cho chúng ta một cảm giác rất là khó quên về sau. Các bạn nhìn cung đường phía trước uốn lượn quanh co nè. Nếu các bạn không tự chạy lên được thì cũng có thể thuê xe điện để chở mình lên đây nữa đó các bạn. Cảm giác cứ như được chạy xe lên tới đường chân trời vậy đó các bạn. Sau
khi chạy quanh co uốn lượn lên dốc một hồi thì bây giờ gia đình của mình cũng đã lên tới đỉnh ở trên rồi nè các bạn. Ở đây có tôn tượng Đức Phật Tổ Như Lai, hiền từ mà uy nghi, ngự trị trên đỉnh cao nhất của đỉnh đồi Tâm Linh. Lúc này ba cha con đang chuẩn bị đi đến để lạy Phật nè. Sau khi lạy Phật xong thì bây giờ mấy cha con đang chuẩn bị di chuyển xuống phía dưới để bước qua cây cầu kính nè. Đứng trên cầu kính này, chúng ta được ngắm nhìn toàn cảnh trời mây sơn thủy hữu tình, làng mạc mênh mông ẩn hiện dưới những khu rừng. Thật là thiên nhiên kỳ vĩ đó các bạn. Đỉnh cao nhất của khu đồi Tâm Linh cũng đã kết thúc chuyến tham quan khu du lịch sinh thái Bản Đồn Ánh Dương của gia đình mình rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của gia đình mình. Nhớ bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của nhà mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.